Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nấu món vịt nấu cam. Trước hết thì chúng ta có nguyên liệu là chiếc nồi Amwayin. Thịt vịt thì chúng ta sẽ làm sạch và chặt nhỏ ra vừa miếng ăn. Trong đây thì mình đã có ướp trước là một tí đường, tí muối và một tí nước cốt chanh hay nước cốt cam. Rồi trong đó là chúng ta sẽ nấu chung với nước dừa, nước cốt cam và rau củ và một muỗng phytocam. Muỗng phytocam. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ nấu. Chúng ta sẽ bật lửa nè. Tiên chúng ta cho một ít dầu vào. Chúng ta sẽ phi tỏi. Tỏi cho thơm. Rồi lửa chúng ta sẽ bắt nhỏ lại. Đối với chiếc nồi này chúng ta không cần lửa lớn nha các bạn. Đã phi tỏi thơm rồi, chúng ta sẽ bỏ thịt vịt vào. Chúng ta sẽ xào cho thịt vịt săn lại. Chúng ta sẽ xào sơ thịt vịt xong rồi chúng ta sẽ cho nước dừa tươi vào. Rồi chúng ta sẽ cho thêm một ít nước cốt chanh, nước cốt cam. Cốt cam vào. Và phần còn lại thì chúng ta chờ sau khi vịt chín thì chúng ta sẽ cho vào cho miếng vịt của chúng ta nó sẽ thơm ngon hơn. Và mình sẽ bỏ rau củ nha. Rồi chúng ta sẽ bỏ thêm một muỗng phytocam. Chúng ta sẽ trộn đều. Rồi chúng ta đã bỏ rau củ rồi, các nguyên liệu đã xong rồi, chúng ta sẽ đậy nắp lại. Món ăn này trong vòng 40 phút thì nó sẽ chín. Rồi sau 40 phút là thức ăn chúng ta đã chín rồi. Wow, mở nắp nồi ra quá thơm. Wow. Thơm nhất trời. Nửa chén nước cốt cam này chúng ta sẽ bỏ vào luôn cho thức ăn của chúng ta, cho vịt chúng ta là sẽ được thơm hơn. Rồi sẽ cho bình lên này, chúng ta sẽ múc cà tô. Ngon quá. Rồi thức ăn chúng ta đã bài trí xong rồi, hẹn gặp cả nhà lại lần sau.